Các bệnh về phổi thường gặp như là viêm phổi, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đều rất là nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời. Sau đây thì Thảo Dược Đức Thịnh xin giới thiệu đến các bạn một số cây thuốc nam chữa về bệnh phổi hiệu quả đã được các nhà khoa học trên thế giới công nhận. Mỗi năm thì bệnh ung thư phổi cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới. Vì thế, để ngăn chặn căn bệnh này thì cả Đông y và Tây y đều miệt mài nghiên cứu và cùng đưa ra kết luận chung là cây xạ đen có tác dụng phòng ngừa và điều trị ung thư phổi hiệu quả. Đây được coi như là niềm hy vọng sống đối với nhiều người bệnh không may mắn mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này. Trong tài liệu và các câu chuyện của các cụ xa xưa thì cây xạ đen đã được xếp vào nhóm những loại cây thuốc quý được mang theo bên người để phòng trị những vết thương, cầm máu. Không những vậy thì trong cây xạ đen còn có chứa chất flavonoid có tác dụng là hạn chế sự phát triển của khối u, nhất là khối u ác tính. Liều dùng cây xạ đen để chữa ung thư phổi là 100g một ngày và cách sử dụng rất là đơn giản, tức là bạn nấu hoặc là hãm với 1 lít rưỡi nước trong vòng 30 phút. Sau đó thì người bệnh có thể uống thay nước trong ngày. Thứ hai là lá cây đu đủ đực. Các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ đã nghiên cứu và chỉ ra rằng trong lá cây đu đủ đực có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư rất là hiệu quả, như là ung thư gan, ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư vòm họng và ung thư phổi. Đặc biệt thì các nhà khoa học cũng cho biết lá đu đủ đực không ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh trung ương. Về cách sử dụng thì bạn hái lá đu đủ đực, rửa sạch, cắt nhỏ, phơi khô rồi sao vàng để sử dụng lâu dài và không bị ẩm mốc. Hàng ngày thì bạn cứ lấy chừng khoảng một nắm tay lá đu đủ đực không giới hạn số lượng để nấu với nước uống. Lưu ý là nước lá đu đủ đực nấu xong thì nhìn có màu sắc không quá đậm, có màu vàng như là màu cánh kiến là được. Người bệnh ung thư phổi thì sử dụng bài thuốc trên trong vòng 60 ngày thì sẽ giúp hạn chế lại sự phát triển của khối u và sẽ dần khỏi hẳn. Để biết thêm chi tiết về bài thuốc trên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Thảo Dược Đức Thịnh qua địa chỉ là 290 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.